và quét viên cũng sẽ là một cái sự lựa chọn mà cá nhân mình đánh giá là khá hợp lý dành cho CDC. Còn đây thì Isera. Vâng, xe đạp đã tụt xích và người cũng đã ra đi, đó là Iskrit. Một điểm kill dành cho các thành viên của Luna Galaxy, nhưng ở điểm kill này thì nó cũng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Bớt điểm được. Nó không ảnh hưởng nhiều tới kết quả của Luna Galaxy trên bảng xếp hạng tổng, khi mà giờ đây thì họ đang đứng ở vị trí top 23, chỉ hơn so với GNL Esports. Và chắc chắn là con số này thì cũng sẽ không giúp với Luna Galaxy có thể tiến được vào vòng thi đấu chung kết rồi. Chúng ta cũng rất cảm ơn cái sự hiện diện của họ tại mùa giải năm nay. Còn với Cerberus Esports của chúng ta thì sao đây? Đã phát hiện ra được các anh chàng của Patrick Rhodes và Hải Saki vẫn là một cái phong thái chơi quen thuộc, rất bình tĩnh, kêu gọi những người đàn em của mình di chuyển tới. Solo G cũng đã tập kết cùng với đội hình của Cerberus Esports rồi, và 4-4, 4-3 thì đúng hơn. Không có lý do gì mà bên phía Cerberus Esports lại không hủy diệt đội hình của Pero cả. Đặc biệt khi Pero bây giờ họ đang có những góc thi đấu là rất xấu. Ôi, nhưng mà nếu như mà vị trí của anh chàng Heaven có thể tạo sự đột biến thì biết đâu đó sẽ là bất ngờ, khi mà đây là một góc bắn free shot của Heaven. Jim G đã phải ngã. Ai sẽ người đến cứu Heaven đây? Heaven vẫn đang quẩy được nhà. Heaven làm đôi. Và Heaven đang có chạy vào. Heaven được wow. Và đây là điều tôi muốn được thấy. FaZe Clan chỉ còn lại đúng một người. Và cứ bớt đi được một kẻ địch rồi thì team họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều ở trong phần còn lại tại Master of Myanmar lần này. Loại bớt một ứng cử viên. Còn bên phía bên này, T1 cũng sẽ bị hạ gục bởi bên phía team 17 Gaming Trang. Tạm thời tình huống vẫn đang là có lợi dành cho đại diện đến của Hàn Quốc. 3-2. Và có vẻ như 17 Gaming cũng đang muốn lùi đi một khu vực khác rồi. Vấn đề là vẫn còn Suji ở đây. Và có thêm cả Luna Galaxy bắn support các thành viên bên phía team 17 Gaming. T1 từ một thế có lợi bất ngờ, thì chỉ còn lại một thành viên ở bên trong khu căn nhà này. 1-2 dành cho vị trí của Zenith. Vâng, T1 họ cần một cái top 1 chứ không cần những điểm cứu lẻ. Và Zenith thì bắt được vị trí của Suji rồi. Nhưng có lẽ đây cũng sẽ là hồi kết dành cho đội hình team T1 thôi. Rất khó để Zenith có thể kiếm về một cái top 1 với một tình huống một solo 49. X7 cũng đang cố gắng truy tìm giáo diết bằng máu cho hồi phục xong, thì đó là bye bye T1. Và chúng ta đã bớt được tương đối những cái đối thủ cạnh tranh dành cho TDT Team. Ồ, nó đã bị che bởi đống rơm. Và bây giờ thì đây rồi, phát hiện ra được đến vị trí Đức Hiếu. Nhưng vẫn còn một người nữa. Đức Hiếu vẫn đang quyết định là nghe ngóng thêm những quả nết được dội vào, gọi đồng đội đến để cứu. Nhưng Tấn Vũ đã bị bắt lại. Chị Iliakai có một góc kề là quá đẹp, thay đạn thì sẽ là bye bye luôn Iliakai. Dismelo sẽ có thể gây sức ép lớn dành cho bên bên phía Asen thôi. Và Asen bây giờ cũng chỉ còn lại có đúng một người. Tuy nhiên đây cũng là một cái cuộc chiến dành cho hai đại diện cũng đã có tấm vé đi tiếp rồi. Thấy ra không quá là quan trọng. Four Angry Men đang tới để có thể có được thêm những cái điểm kill cộng vào tài khoản. Nhưng đừng quên rằng The Expendables và Asen đều đang là những đội tuyển có được một phong độ cao. Và bây giờ Foreign Man mới là tuyển gặp khó. Chúng ta hai người bên phía G-Spendable hiện tại đang ở trong nhà kho. Và nếu setup được một góc bắn kẹp chéo nhau, nó sẽ là một điều đẹp. Bởi vì mình nằm xuống đó không phải là một điều gì đó quá là kinh khủng. Nhưng thực sự đây là một hoàn cảnh không hề dễ dàng một chút nào cả. Foreign Man họ sẽ tiếp tục công vào bên phía cánh phải thôi, sẽ là bên phía cánh trái sau khi đã có được cái mạng ở Zeken. Liên tiếp là những quả nết được dội vào. Posa ở trong trận đấu trước, anh ta có một pha xử lý thật sự ấn tượng với bộ đôi bên phía của Cerberus Esports. Nhưng lần này liệu có thể phát huy lần nữa hay không đây? Và G-Spendable vẫn đang tỏ ra là tương đối khó chịu. Mới chỉ là những tình huống gọi là nhấp nhá thôi. Đức Hiếu vẫn còn tương đối nhiều smoke để có thể bịt lại những cái cửa, tránh những tình huống sổ vào của 4Man. Chúng ta đang dụ các thành viên của 4Man phải đánh vào Luna Galaxy với những quả smoke phòng thủ này. Rõ ràng là không có tiền đề gì để cho 4Man họ tự băng qua smoke và tấn công một cặp đồ của TE. Còn điều mà chúng ta quan tâm nhất đó là vòng bò thì đã ủng hộ cho TDT ở mạn cánh 12 giờ. Quay trở lại khu vực này, Luna Galaxy lại để mất thêm một thành viên nữa. Potsa cần phải có một tình huống đổi mạng cho những người đồng đội của mình. Nhưng Potsa chỉ lại một HP và Potsa đi rồi. Thì Luna Galaxy còn lại gì nữa đây? Và ở đây thì vị trí Del Will biết được vị trí đối phương đang ở đâu, đang cố gắng tìm góc để có thể trả nết đến từ Zispenbo. Có quả nết đến từ vị trí của Pen. Hai người đã bị knock out, Pen sau đó nằm xuống. Tê chắc chắn biết thông tin này, Del Will muốn đẩy ra. Del Will biết rằng chính xác bộ đôi bên phía team Foreman đang ở đâu. Nhưng quả nết liên tiếp được dội vào và quả nết này có thể confirm được ai không đây? Khi mà trong diễn biến khác, Cerberus Esports đang tỏ ra là vượt trội so với các bên về TSM. Và chúng ta đã có những điểm kill như cái câu chuyện về Đức Hiếu, về Tê. Thì bản thân tuyển thủ này cũng đã nằm xuống trở lại mình. Del Will vẫn đang wow. Các thành viên bên phía Foreman, đây là một ngày thi đấu mà chúng ta cần phải nhắc tên Del Will cực kỳ nhiều, chứ không phải là Tấn Vũ như ngày hôm qua nữa. Thật sự vòng bò nó cũng ác liệt dành cho hai đại diện đến từ Thái Lan. Đã quyết né nhau rồi nhưng không nổi. Còn đây là New FP
Menopi vị trí của Nan đang có động thái muốn gây sức ép dành cho Sologi để ép tức là những cái phát đạn và thậm chí là quả lửa của Sologi hạ thục được vị trí của Nan. Nan sẽ nằm thôi và Sologi tạm thời vẫn sẽ an toàn. Ôi, chưa kịp dứt câu thì Sologi đã bị bắt lại bởi Perfect Tech rồi. Nhưng để có thể confirm thì Sologi thì cũng không phải là một điều đơn giản đâu, khi mà các thành viên còn lại của Subreddit Esports cũng đã bắt đầu di chuyển lên khu vực high ground. Sologi đã bị KS bởi Minh Minh và AZ cũng có được một tình huống headshot đi vị trí của Himat. Vẫn còn thời gian để cho chúng ta cứu lẫn nhau. Hải Saki cần phải cover được cho hai người đàn em ở trong pha thi đấu này. Thậm chí Tismile cũng đã quyết định bọc đầu Subreddit Esports rồi. Sau đây là một cái hành trình mà tôi nghĩ rằng Subreddit Esports họ làm rất tốt, giữ sức một chút để có thể chuẩn bị vòng thi đấu Grand Final, không phải điều gì đó nó quá là đáng sợ dành cho Tam Khuyên. Một vòng bò mà chúng ta đang có một cái khu vực viền ở Graveyard và nó không khác gì là một cái hàng rào bảo vệ. Cho dù là Titan Fire họ có cái sức ép chăng nữa thì cũng không phải là vấn đề gì đó quá khó để TDT Team họ có thể giải quyết, và thậm chí Flunky di chuyển vào cũng bị bắn gục bởi Belmont. Đây rồi, tiếp tục một người nữa bên phía Titan Fire đã bị hạ gục. Nhưng nếu như mà điểm kill dồn hơi nhiều cho các thành viên của Dragon Gaming như thế này thì họ sẽ trở thành cái tên áp lực tiếp theo cho đội hình của TDT Esports. Đẹp nhất bây giờ là hai đại diện này cùng mất người và họ phải sâu xé lẫn nhau, hoặc là bên phía TDT phải có được những điểm cứu như thế này. Và cuối cùng thì Titan Fire cũng đã bị shut down hoàn toàn. Chúng ta loại thêm một đối thủ nữa đằng sau lưng của TDT. Và bây giờ chỉ còn lại đó là Daytrade mà thôi. Daytrade đang ở tuyển vị áo bò. Còn đối với bộ đội bên phía Team GS Battle thì vẫn có thể di chuyển với vị trí đeo Hugh vào khu vòng bò tiếp theo. Đó là điều rất bất ngờ. New Happy ở trong hai trận thi đấu cuối thì họ đang thi đấu thật sự là ấn tượng. Và trên khu vực thi đấu chúng ta nhìn thấy cái sự trầm mặc của các thành viên bên phía team Titan Fire. Từ từ nào, hơi nhiều kill như Daytrade Gaming rồi. Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta đề ra. Còn quay trở lại với Daytrade Gaming ở trong pha này, họ đang muốn tấn công vào Patrick Kodos. Bên phía bên kia Pero cũng đang cầm sẵn quả nết để có thể phản công ngược lại. Và quả nết của Summer là một quả nết cực kỳ chất lượng. Nửa cây của anh chàng Thanadon đã bay đi. Và tạm thời thì Patrick Kodos vẫn chưa để mất ai cả. Ôi, nhưng mà New Happy bất ngờ lại xuất hiện ở khu vực sau lưng. Thế nhưng Patrick Kodos hay là New Happy có làm sao với chăng nữa thì đừng liên quan đến Daytrade cả. Daytrade hình như họ đang có một phương án di chuyển khác thì phải. Họ đang muốn đẩy lên cái góc của các viên bên phía TDT Team. Đây sẽ là một cuộc giao tranh mà tôi nghĩ rằng là cực kỳ quan trọng nha. Luna Galaxy cũng đã nằm rồi, thêm điểm cho TDT. Bảo xem ạ, chúng ta đang có những sự xê dịch tương đối là rõ nét. Còn đối với cả New Happy, vâng, New Happy thì trận này cũng không di chuyển được. Vào đây thì Hoàng F knock out được vị trí của MKS, nhưng đó lại là điểm kill dành cho vị trí của Salut. Chưa có kill dành cho TDT Team. Bò một lần nữa, không ổn rồi. Một vòng bò giật xuống cánh dưới và các thành viên bên phía TDT họ sẽ cần phải di chuyển ở bên trong vòng bò phase 6 này. Chúng ta vẫn đang chưa có một điểm kill nào cả và Jun đã bị knock out bởi Flash. Nurin là người confirm. 58, 59 điểm sẽ có đây trên game mình và 61 đến với TDT. Văn Nghị cần phải tỏa sáng. Và đây rồi, Ziu knock out được vị trí của Flash. Cơ hội đã được mở ra và đây sẽ điểm kill mở màn dành cho TDT Team. 62 điểm rồi. Và hai điểm nữa. Họ sẽ làm như thế nào đây? Họ phải di chuyển, họ không biết Văn Nghị ở đây. Văn Nghị ơi, dã vào quả nết là rất nhiều sát thương dành cho vị trí của Thanadon. Zigu bắt đầu mở thêm những quả smoke và Zigu biết rằng địch đang ở trước mặt, vẫn còn những quả nết sử đây đồ rồi. Trước đúng là sử đồ trước, nhưng những quả đồ cần phải có sự chắt chiu và những quả đồ tạm thời chưa đem lại hiệu quả cho TDT. Nhưng Văn đây Nghị là một nết giao tranh có lợi thế dành cho đại diện của Việt Nam. Nết tới vẫn chỉ là nửa cây, chưa đủ sát thương đến TDT Sport. Văn Nghị còn lại một quả nết cuối cùng trong pha này mới thôi. Ziu còn một lửa. Và bây giờ sẽ là lúc mà các thành viên bên phía TDT họ áp sát vào. Nhưng cẩn thận, đằng sau smoke của đối phương vẫn còn một người. Đó là Thanadon. Ziu ơi bình tĩnh nào. Ziu ơi Đây rồi, Ziu đã có được mạng của Thanadon. Nuri đã phải gã xuống. Và bây giờ thì đây TDT sẽ là đại diện thứ 3 của Việt Nam có mặt tại vòng thi đấu Grand Final. Tuyệt vời TDT ơi, các bạn đã chiến đấu quá kiên cường cho giờ phút này. Ba thành viên còn lại của TDT đã chính thức có mặt ở trong vòng thi đấu Grand Final, thưa quý vị và các bạn. Nhưng bên tay trái vẫn đang có một player đi lẻ của bên phía Quang Đông Freak. Và liệu rằng chúng ta có thông tin đến chưa đây? Chúng ta không có thông tin về người này. Gilmin đã knock out được Hoàng F. Và chỉ còn lại hai thành viên nữa TDT Sport là thôi. Việc công vào các viên bên Quang Rick bây giờ sẽ là một bài toán khá khó. Sẽ phải giao tranh tầm xa, chưa kể sau lưng lại còn bị bò đuổi. Zigu góc đứng này góc đứng xấu. Rất khó để được sấy bằng Red Dot với một khoảng cách xa đến như vậy. Nhưng dù sao
thì team dừng chân lại ở vị trí top thứ 3 đi chăng nữa thì đó là kết quả mà chúng ta đã mong chờ, nó xuất hiện sớm hơn. Chính xác. Không thà đến muộn còn hơn là không đến. Đúng. Không quan trọng. Không quan trọng nữa rồi, bởi vì chính pha combat của TDG trước đó với đây chuyện Gaming đã là vụ nổ lớn. Chúng ta đã có một tấm vé đi tiếp và chừng đó là đủ. Còn bây giờ hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những khoảnh khắc cuối cùng ở trong giai đoạn vòng bảng của mùa giải PGS 5 lần này. Cơn mưa nết được dội đến từ thành viên của Quang Đông Freak. Nhưng Twisted Mind cũng là một đội tuyển combat cực kỳ mạnh. Đừng nên coi thường Twisted Mind kể cả khi mà họ chỉ có 3 thành viên và trận đấu này là một trận đấu mà họ chưa lên tiếng nhiều. Thôi thì tầm này Văn Nghị đang một tay hỗ trợ cho Twisted Mind xây chắc cái ngôi đầu của mình thôi. Chưa. Sẽ là khó. Văn Nghị vẫn còn cơ hội để có thể chơi tiếp vào trong trận đấu này. Và đang quấy cái thành viên bên phía của team Quang Đông Freak cực kỳ tự tin đến từ Văn Nghị. Nhưng sau cùng thì Văn Nghị cũng đã đi rồi. Nhưng quấy như vậy là đủ. Quấy như vậy là đủ đến từ Văn Nghị để có thể tạo tiền đề cho Twisted Mind gia cố thêm cái con số điểm họ có thể có được ở trong giai đoạn vòng bảng. Tạm thời đang là 124 điểm đến từ Twisted Mind rồi. Và nếu như họ có được nốt 2 điểm Q này kèm theo một cái top 1 thì nó sẽ là 130 điểm tròn. Nào hãy cùng xem Twisted Mind họ sẽ xử lý như thế nào đây. Tôi rất là niềm tin vào cậu trai trẻ này. XMPL sẽ là MVP của PGS 5. Thật sự thì chưa bao giờ đánh giá thấp XMPL. Và quả nết vừa rồi của Lu nó chứng kiến, à chính xác, nó chứng minh rằng là Twisted Mind không chỉ có XMPL mà còn có cho mình đó cả một cái tập thể mạnh nữa. Thật sự một giai đoạn vòng bảng mà có lẽ là cực kỳ hú hồn và thao tìm. Những trận thi đấu vẫn phải là những trận thi đấu cuối cùng thì mới biết được rằng là Hoàng F cùng những đồng đội có thể đi xa được hay không. Và câu trả lời đã có, nó đã rõ, nó đã sáng tỏ là có. Xin được chúc mừng các thành viên của Twisted Mind với cái top 1 cuối cùng ở trong giải thi đấu PGS 5 giai đoạn vòng bảng.